chắc chắn cô ta ở quanh đây thôi. Mọi người ơi, đây chắc chắn là Mowgli, quan sát cẩn thận vào nha. Ok mọi người ơi, cô bé Mowgli này đang sống trong rừng đó nha các bạn. Ước gì chúng mình có thể bắt được cô mình ta. Mình sẽ bắt được cô ta thôi, mình luôn luôn thắng cuộc mà. Mọi người, mình được không nghĩ là lần này chúng ta thắng được. Anh sẽ một chút đồ ăn vặt nha. Được rồi, bây giờ đóng cửa vào đi. Ok, tất cả mọi người mau lên xe đi nào. Các bạn liệu có biết tình hình bây giờ nghiêm trọng như thế nào hay không hả? Ồ, biết mà. Ok mọi người, chúng mình phải xử vụ này thật nghiêm túc. Vì nếu bắt được Mowgli, chúng mình sẽ trở nên rất rất là giàu có. Thật hả? Tất nhiên rồi mọi người, tất nhiên là thật rồi. Nếu mình bắt được cô gái Mowgli này, đem đến bảo tàng, họ sẽ trả cho chúng ta cả triệu đô la luôn á. Còn chần chừ gì nữa, bắt tay vào công việc ngay thôi, nhanh lên. Ok, tuyệt lắm, em mang bẫy theo rồi chứ. Đây ạ. Tốt, cất nó vào trong đi. Còn Dima, cậu đã mang tất cả những vật dụng cần thiết hay tất chưa? Tất nhiên rồi, chúng ở đây nè. Thế cậu còn đợi gì nữa, mau đặt chúng vào trong xe đi. Yeah, chúng mình sẽ đi săn cô gái Mowgli. Em có thể thấy mình sắp được sống như một triệu phú rồi. Đó là một ý tồi, chị không cần nó đâu. Chạy lanh quanh trong rừng và bắt dạy cô gái Mowgli. Mọi người đều rất tuyệt, chúng mình bỏ hết mọi thứ vào trong xe rồi, phải không? Nhanh nào. Mọi người ơi, là chỗ này nè. Được rồi, mau đặt bẫy đi. Nhanh lên, trước khi trời tối. Nhanh lên nào. Nào 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 nào, nhanh lên nhanh lên. Ở đây nè, đây đây đây. Ở đâu hả? Ở đâu hả? Đây nè, ở đây. Ok mọi người ơi, giờ giúp tớ trở bẫy lên nha. À còn một thứ nữa, ám hiệu của chúng ta là quả mọng đỏ nha. Nào, giờ thì em và em, hai đứa mau đi tìm những quả mọng đỏ đi, nhanh lên. Đây na nào, để tớ thử ném lên cho. Ừ được rồi nào, ném đi. 1. Được rồi, đây. 2. Ôi. 3. Ôi trời. Nào nhanh lên, nhanh hơn nữa. Được rồi. Nada, em nghe thấy gì không? Một chút thôi à. Em nghe thấy gì đó rồi. À, quả mọng đỏ đây rồi nè. Đúng là chúng đây rồi, chúng ở đây. Mọi người ơi, hình như tụi em tìm thấy quả mọng đỏ rồi. Mọi người ơi, em mất trí rồi à, đây là quả dại đó. Em sẽ biến thành Mowgli bây giờ. Thật đó hả? Vậy là chỗ của tớ mọi thứ đã sẵn sàng rồi nè. Xong giờ rồi. Giờ thì tớ tự hỏi làm sao Mowgli lại tự nhiên bị cuốn vào đây được chứ. La la, cậu không hiểu sao? Nhìn nè, chúng mình sẽ dọa cô ta từ chỗ này. Sau đó cô ta sẽ rơi vào cái lưới này và thế là phốt. Chúng mình rồi bắt mình được. Sẽ có cả triệu đô trong túi mà thôi. Rồi mình sẽ được cả triệu cậu đô hết. Này Kitty, Nát, các em tìm thấy quả mọng đỏ chưa? Dạ rồi, tụi em tìm thấy rồi nè. Tuyệt, tất cả im lặng. Tớ cảm thấy cô ta đang nhìn chúng ta ở đâu đó. Nào, đi mau lên. Diana, sao vậy? Tớ còn mang theo trái cây rồi, và giờ tớ đói quá. Dima, đây không phải là lúc đâu. Thôi được rồi, ăn một miếng đi. Nhưng mà chúng ta phải quan sát cẩn thận vào đó. Mình không thể bỏ lỡ cô Mowgli này được. Dima làm ơn nhanh lên đi. Không thì trời sắp tối rồi, chúng mình sẽ hết cơ hội để bắt đấy. Nào, đưa cho bọn tớ một ít đi. Cho em một trái lựu, một cam, một quả chuối. Nát, thế không nhiều quá à em? Mọi người ơi, nhanh lên nào. Mọi người bị đói từ năm ngoái hay sao vậy? Này, chúng mình cần số tiền triệu đó. Khi chúng ta có tiền rồi, mọi người tha hồ mà mua chuối, mua cam, mua nho, mua bất cứ thứ gì luôn cũng được mà. Có hiểu không? Chắc chắn cô ta ở quanh đây thôi. Mọi người à, đây chắc chắn là Mowgli. Quan sát cẩn thận vào đó nha. Tiếng kêu này phát ra từ đằng kia. Mau đến đó đi, chắc chắn là cô ấy. Giờ thì bắt cô ta thôi. Ok mọi người nghe nè, chúng ta phải dọa cô ta ra ngoài này để cô ta rơi vào trong bẫy. Chúng mình phải hét thật to vào nha. Có hiểu chưa? Vâng. 1, 2, 3. Mọi người có nghe thấy gì không? Có nghe thấy gì không?
Đó là Mowgli á. Chúng mình còn đợi gì nữa vậy, nhanh lên. Đúng rồi, giờ mình đi bắt cô ấy thôi. Cô ta lấy trộm chuối. Cô ta trộm chuối kìa, bắt cô ta mau lên. Mau chạy nhanh hơn nữa đi. Tôi không thể. Cô ta nhanh quá. Nè. Cô ta chạy mất rồi. Tụi em nhìn thấy rồi, cô ấy đúng nhanh vậy. Quá. Này đi ma, sao cậu không đuổi kịp vậy? $1,000,000 của mình chạy mất tiêu và còn lấy cả chuối của mình nữa. Đúng đó. Chúng mình cần đúng tìm cô ta ngay bây giờ. Mọi người à, mình không bắt được cô ta đâu. Mọi người không thấy cô ta chạy rất nhanh hả? Với lại cô ta còn bay dọc trên cành cây nữa, đúng vậy không? Này mọi người, mình còn phải bắt cô ta chứ. Mình nói rồi, đây là ý tôi mà. Chúng mình sẽ không bắt đúng được vậy, cô ta mọi đâu. Mọi người tớ đồng ý. Còn phải chuẩn bị kỹ hơn nữa. Tụi mình không thể dùng tay không mà bắt cô ta được đâu. Thậm chí bẫy còn không có tác dụng nữa. Vậy thì chúng mình mau về nhà đi. Ừ, đi về thôi. Ổn rồi, không có sao hết á. Mình sẽ chuẩn bị làm thật nhiều bẫy, mang nhiều mồi đi. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại đây và bắt được cô ta nha. Đồng ý. Thôi nào, về thôi. Các cô gái, tất cả đều là lỗi của Dima mà. Không, không phải là lỗi Dima đâu mà. Đúng vậy đó, tất cả đều tại Dima. Nghe tiếng biết gì không các cô gái? Biết tại sao không? Này các cô gái, mọi người đang nói gì vậy? Chính các cậu đã chạy rất chậm còn gì. Chúng mình chạy chậm sao? Không phải đâu. Tại cậu hết, tất cả là tại cậu. Thật ư các cô gái, anh đã làm hết sức rồi còn gì. Đương nhiên là lỗi tại Dima rồi. Lỗi tại cậu. Thôi đừng cãi nữa mà. Được rồi, dọn đồ rồi về thôi nào. Được rồi, chúng ta còn phải quay về đặt thêm bẫy. Phải đáng tin hơn, cô ta thậm chí còn chẳng muốn kèo vào cái bẫy này nữa. Đúng vậy á, tình ranh thật. Đương nhiên. Đây Dima, cầm lấy đặt nó ở đâu đó là đi. Lỗi tại Dima đó. Không bắt được Maui là tại Dima hết. Phải rồi. Đáng ra giờ chúng ta đã có cả $1,000,000 rồi. Được rồi, về nhà thôi nào. Đừng cãi nữa. Thế là hết, chúng mình sẽ chẳng bao giờ có $1,000,000 đâu. Mình không có tác dụng rồi. Này sao chúng mình lại để xảy ra chuyện như vậy chứ? Sao lại thế? Tôi biết rồi, sao cậu không bắt được cô ta? Cậu là cầu thủ bóng đá mà. Thôi được rồi mà. Thôi được rồi, đóng cổng lại giùm đi, mau lên. Ok, được rồi đó, chúng ta cần chuẩn bị cho ngày mai thôi. Ừ, tối mai mình nhất định sẽ đi săn. Còn tớ sẽ làm bẫy cho. Được rồi, tuyệt đó. Chúng mình phải bắt cho bằng được cô ấy. Với lại mình phải nghĩ ra những loại bẫy mới thì cô ta mới mắc bẫy được. Sao tụi mình có thể để cô ta chạy mất vậy? Tức thật. Ừ, tại sao chứ? Đúng vậy, lẽ ra mình cần... Chỉ có nghĩ về cô ta mãi thôi. Mà cô ta mang chuối của bọn mình chạy đi đâu được nhỉ? Được rồi các cô gái, mọi người đã nghĩ ra loại bẫy mới để bắt Mowgli chưa? Em không biết nữa, mình cần những cái bẫy tốt, những cái thật mạnh á. Nếu cô ta thích mấy đồ uống ngọt thì sao? Có lẽ nên mua Coca-Cola và để ở đó. Thế khi cô ta xà vào, mình sẽ ném lưới qua người cô ta như thế này. Chúng mình phải đối phó cô ấy bằng cách khác thôi. Cô ta không mắc cùng một bẫy đâu. Chúng mình cần rất nhiều bẫy đấy. Vậy chúng ta sẽ mua rất nhiều đồ nữa. Hay là mình dỗ dành cô ta kiểu như một cách thân thiện vậy? Đây là một ý hay đấy. Chúng ta mà sao dỗ dành được cô ấy? Anh chị không thấy cô ấy mang rợ cỡ nào em à? Em thì không nghĩ thân thiện có hiệu quả đâu. Ok mọi người, đội mình cần một kế hoạch mới và một tinh thần chiến đấu thật tốt, hiểu không? Vậy thì chúng mình không sợ Mowgli đâu ha. Đúng vậy, chúng ta không sợ đâu. Chúng ta sẽ bắt được cô gái Mowgli đó thôi. Đúng, chúng ta có sức mạnh. Đúng, chúng ta không sợ đâu. Không sợ. Các em thấy gì không? Thấy không? Chúng ta không phải chạy khỏi đây. Ngay bây giờ, đi. Hả? Sao? Vậy là sao mình đã chạy? Chúng mình phải bắt cô ta chứ. Nè, sao vào đây được?
chạy mau. Hãy nhanh like và đăng ký kênh của bọn mình nha. Mình cùng với các bạn của mình, chúng mình sẽ cố gắng bắt bằng được cô gái Mowgli này.